Chị hai, chị hai, anh nào điện chị hai bắt máy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đục hộp đục lát đó. Cho con hỏi một chút ngoài lề nha cô, à, tại vì con biết hình như là thời gian trước là có một khoảng là cô có bị như là bị hay đụng xe vậy đó, thì không biết là sức khỏe của cô hiện tại bây giờ như thế nào rồi cô ạ? Cô rất là ổn con, là tại vì cô là bị là cũng như là nó về phần mềm thôi, nhưng mà tại vì mình là lớn tuổi cho nên là cái chỗ mà nó làm lặng không có bằng đập trẻ đâu, trẻ thì vừa bị gì chút xíu thì một vài tuần nó lại kia lại. Nhưng mà đối với người lớn tuổi thì dạ lâu lành hơn nhà. Nhưng mà bây giờ cũng đã ổn rồi. Dạ con rất là cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ, dạ con cũng thay mặt khán giả gần xa chúc cho cô được nhiều sức khỏe và cái thời gian tới nữa thì cái công giống như là cái bức tường nghệ thuật của mình sẽ được lâu dài hơn nữa cô. Dạ, chào cô.
Dạ con cảm ơn cô, chào cô. Dạ. Thank you.